Trên cơ sở những thành tựu hợp tác điện lực giữa Việt Nam và Trung Quốc, mới đây tại Hà Nội, Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc CSG đã tổ chức chương trình gặp mặt hữu nghị và khai mạc hội thảo hợp tác điện lực Việt Nam-Trung Quốc. Tại cuộc hội thảo, CSG đã trình bày những thành tựu đạt được trong quá trình hợp tác với ngành điện lực Việt Nam, như việc phát triển thị trường mua bán điện, đầu tư xây dựng nhà máy điện kiểu mẫu với kỹ thuật tiên tiến, an toàn, tin cậy, thân thiện môi trường, trao đổi kỹ thuật các chuyên ngành như điều độ, quản lý xây dựng công trình, quản lý nhu cầu lưới điện, dịch vụ cung cấp điện tới khách hàng và văn phòng điện tử và đào tạo chuyên đề. Đại diện Bộ Công Thương cho biết trong thời gian qua, kể từ khi ký thỏa thuận hợp tác, các bên đã đạt được những bước phát triển vượt bậc về nhiều lĩnh vực trong ngành điện của cả hai nước. Trong đó, việc liên kết với các trường đại học tổ chức đào tạo chuyên ngành điện cho lưu học sinh Việt Nam đã được chú trọng. Trong khuôn khổ của hội thảo, các đại biểu cũng đã tham dự triển lãm ảnh thành tựu ngành điện của CSG tại Việt Nam và một số nước trong khu vực.